Xin chào các bạn đã quay trở lại trong nồi game của mình. Sau đây mình giới thiệu cho các bạn con game Công Thành Xưng Đế. Thì sau đây là mình sẽ vào trong con game để chiến luôn. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia. Thì đầu tiên các bạn nhấn cho mình vào cái nút set này. Đó. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái nút vàng ấy. Như vậy là ok rồi. Rồi sau đây là mình sẽ đọc qua một số thông tin là đăng nhập nhận ngay 10 triệu kim cương cộng với lại 10 triệu 10 triệu bạc cộng với lại 10 triệu vàng full VIP 15. Phi nữ bố trong quà VIP này, phi quan vũ trong quà cấp 40 với rất nhiều quà trong quà VIP và quà cấp. Game mở bán một số đồ trên web với giá khá mềm, hạn chế ảo ảnh 10 lần trên một ngày. Rồi ok, mình sẽ tham gia nào. Không hiểu sao mình là không có tiếng luôn anh ạ. Đây nào. Mình sẽ chọn nước nhá, thuộc đi. Đây, mình có 10 triệu luôn rồi đây anh. Rồi ok, mình sẽ tham gia chương chiến nào. Đó, mình lên level 2 rồi. Mình chưa mộ tướng này. Rồi con game này nó ra đến 10 mười mấy server rồi, ngày mai ngày 4 thì nó sẽ ra tiêu thêm một con server mới nhất nó cho anh em cày cuốc luôn.
Thôi mình sẽ trả nhiệm vụ nào. Lâu lên cấp lắm. Cố gắng lên. Anh em nếu mà xem có dài quá thì tua nó đi nhé. Mai thì nó sẽ xuất hiện server F17 cho anh em cày server mới luôn. Anh em cố gắng tham gia nhé. Mai vào lúc 18 giờ thứ bảy ngày mùng 4 tháng 7 2020 thì nó sẽ open S17 nha anh em nhé. Đó, mình sẽ phải làm đến level 8 thì nó sẽ mở chức năng cho mình. Mình mới điểm qua một số chức năng cho anh em được. Nếu anh em thấy kênh chia sẻ hay thì anh em cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. À, mình biết được cái động lực của anh em dành tặng cho mình, và mình cố gắng giới thiệu thật nhiều con game nậu hay nữa anh em ơi. Đó, mình chơi mình cảm giác là chơi game rất là luột luôn. Tí nữa xong mấy cái này thì mình mới có thể là được mở chức năng ra rồi, xem là khi đội bố hay là vip 15 như thế nào. Không, bản này không có tua gm đâu, sơn off vip trai cổ. Bản này là bản thương mại, chơi trải nghiệm và nói chung là không có. Bản tua GM thì nhanh sập lắm. Bản này nó ra đến F17 luôn rồi. Chung là nó lâu dài cho nên là nó không có tua GM. Rồi. Anh em ham mê công thành kinh tế thì bản này thì bản này nó bán đồ web shop nha anh em. Đánh nào. Mình chỉ còn thiếu một chút nha vợ nữa, mình có thể là điền quà cho anh em được.
Đó, bản này mình sẽ phải trải nghiệm từ đầu đến cuối luôn. Vã lạo. Tiếp tục đánh nào, Triệu Vân. Rồi, mình đã hoàn thành xong. Chắc là mình không phải nhận cái hướng dẫn này nữa. Vẫn bắt mình này, anh em bực vãi trưởng này. Còn đi cái này nữa. Đấy, lúc vào chiến game thì anh em cũng sẽ phải làm những các cái bước như vậy thôi. Ok, thế nào nó làm tăng sát thương cả team luôn kìa anh em kìa. Xong rồi, mình xong rồi. Bây giờ là mình sẽ điểm cho anh em một số chức năng trong game này. Thì về phần sự kiện này thì mình sẽ bấm vào chữ điểm danh này. Ngày thứ hai điểm danh được dương bảo vật cam này anh em này. 10.000 kim nguyên bảo, nói chung là. Quà gói tích mỹ thì mình được vé EP thôi. Cũng gọi là điểm danh được anh ạ. Rồi, và mỗi ngày thì mua cái này thì mình không mua được rồi. Đây, mình sẽ điểm danh một số quà VIP. Thì đầu tiên là VIP 1 thì mình sẽ được những số quà đơn giản để ghép này. Mình không hiểu sao cấp vương mình không đủ luôn. Đây có lữ bố này, nhưng mà cấp vương không đủ mình chưa hiểu. Hình như là cấp vương chưa đủ, chỉ có đại điện của mình chưa tăng này. Mình chơi đạt cấp 10. Rồi mình tiếp tục mình điểm thêm một số quà khác này. Đây quà level thì không có gì. Có phúc lợi thì nhận một số kim nguyên bảo thường, nhưng mà số lượng rất là ít luôn. Bản này không có thua GM đâu nhé. Bản này là bản công thành xưng đế lậu New 2020 nhé. Rồi, mỗi ngày lại bao mấy cái này thì chắc là phải lạp thẻ này. Bản này cũng khá là hút máu đấy anh em ơi. Đổi đồ. Không đổi được gì luôn. Đây có đổi được 100 kim thì được 500 FP này.小猫，来，大笨蛋呀，老板。
君粮尚缺，安有余钱，奉承天使。 黄金历史听令，ngoài ra sẽ không được thêm một bất cứ gì khác, chỉ có sự kiện là thẻ cuối tuần thôi. Nói chung là chơi trận gì ạ, được cỡ tầm tuần hai tuần, là anh em cũng bảo là anh em. Hoàng Kim Lịch Sử Thiên Liêng. Thành xưng đế rồi đủ trò đấy. Tài khoản thì nó cho thêm một cái tài khoản mặc định anh em ạ. Không, bây giờ lấy cái bản thân là sinh tế bây giờ nghe cái đèn là hướng hiếm rồi anh em ạ. Là mình không kiếm được sức khỏe sinh tế để chia sẻ cho anh em. Bay màu hết rồi. Bây giờ còn có cái bàn này thôi. Xoáng lẳng chẳng hỡ. Ngoại chuyên phổ lâu. 花前月下，万军破浪，青龙摆尾，
Mạnh quân phá lăng. Bạn này bạn G3 nhé các bạn ơi. Còn lại chưa hút máu luôn. Bạn này cũng chưa hút máu rồi. Đấy chỉ để sẽ làm thẻ thôi, không thể lấy cái chuyện gì khác. Không có phi đối thì xanh hay là tinh thần hơn. Mạnh quân phá lăng. Em phải áp được lên để cho nó khỏe lên. Hoa前月下。冠军破浪。青龙摆尾。冠军破浪。妈呀！那现在这个伯乐，现在已经没选了，那现在来。霜冷长河。冠军破浪。